gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ trong bản tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Cả nước ghi nhận thêm 4949 ca Covid-19 tại 32 tỉnh thành. Thanh niên 24 tuổi tử vong nghi do đột quỵ khi cách ly tại nhà. Mổ bắt con thành công cho sản phụ mắc Covid-19 vây bắt hai đối tượng bán lẻ ma túy, hai cán bộ công an bị thương. Nam sinh đâm gục hai mẹ con rồi chạy khỏi hiện trường hàng chục km. Ông Trump nói giúp ngăn 100 triệu người chết vì Covid-19. Thêm 8 tỉnh của Nhật Bản siết chặt các biện pháp phòng dịch. Liên minh châu Âu gai gắt lên án vụ tấn công tàu chở dầu Messer Street. Ngay sau đây là phần tin chi tiết cả nước ghi nhận thêm 4.949 ca COVID-19 tại 32 tỉnh thành. Bộ Y tế cho biết tối 8 tháng 8, cả nước ghi nhận 4.949 ca COVID-19 tại 32 tỉnh thành. Tính chung trong ngày có 9.690 ca nhiễm mới. Đến nay, Việt Nam cũng đã chữa khỏi hơn 71.000 ca bệnh. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 ngày 8 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19, ghi nhận 4.949 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 4.947 ca ghi nhận trong nước, với 881 ca cộng đồng. Như vậy, trong ngày 8 tháng 8, cả nước ghi nhận 9.690 ca nhiễm mới, với 6 ca nhập cảnh và 9.684 ca ghi nhận trong nước, 2.155 ca cộng đồng. Tính đến chiều ngày 8 tháng 8, Việt Nam có 210.405 ca nhiễm, trong đó có 2.345 ca nhập cảnh và 208.060 ca nhiễm trong nước. Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27 tháng 4 đến nay là 206.490 ca, trong đó có 68.723 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 2 trên 62 tỉnh thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Quảng Ninh, Bắc Cạn, có 12 thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, Lào Cai, Ninh Bình, Con Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình và Bắc Giang. Thanh niên 24 tuổi tử vong, nghi do đột quỵ khi cách ly tại nhà. Tối ngày 8 tháng 8, ông Nguyễn Đình Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắc cho biết, anh NDT, 24 tuổi, ngụ địa phương, đã tử vong khi đang thực hiện cách ly tại nhà. Hôm 25 tháng 7, anh T từ tỉnh Bình Dương về Đắk Lắk nên được yêu cầu cách ly y tế tại nhà 14 ngày. Ngày 6 tháng 8, thanh niên này được ngành y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 theo phương pháp RT-PCR và có kết quả âm tính. Tối ngày 7 tháng 8, anh T không có biểu hiện gì bất thường. Sáng ngày 8 tháng 8, người thân phát hiện anh này đã tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, ngành y tế tiếp tục lấy mẫu dịch tễ của anh T để xét nghiệm COVID-19 thì cho kết quả âm tính. Công an và ngành y tế xác định vụ việc không phải án mạng, cũng không liên quan đến dịch COVID-19, ông Trung nói mổ bắt con thành công cho sản phụ mắc COVID-19. Chiều mùng 8 tháng 8, sức khỏe của sản phụ TTLQ 30 tuổi ngụ thành phố Cần Thơ đã ổn định. Sau một ngày đêm được các bác sĩ bệnh viện phụ sản Cần Thơ phẫu thuật bắt con, bé trai sơ sinh nặng 3,1 kg đang được nhân viên y tế chăm sóc tại bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ. Tối ngày 7 tháng 8, chị Quy được bệnh viện dã chiến Bình Thủy chuyển đến bệnh viện phụ sản Cần Thơ trong tình trạng chuyển dạ sinh non. Để an toàn cho mẹ và bé, bác sĩ quyết định mổ cấp cứu cho sản phụ mang thai 36 tuần. Chị Quy là sản phụ mắc COVID-19 thứ tư được Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ phẫu thuật bắt con thành công trong một tháng qua. Sau khi sinh, các sản phụ nhiễm SARS-CoV-2 được bác sĩ đưa sang phòng cách ly luôn, đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Vây bắt hai đối tượng bán lẻ ma túy, hai cán bộ công an bị thương Ngày 8 tháng 8, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, hai công an bị thương khi làm nhiệm vụ đang điều trị tại Bệnh viện Công an Nghệ An. Trước đó, khoảng 23 giờ 30 ngày 5 tháng 8, tại trung cư mini số 15 đường Lê Huân, phường Hồng Sơn, thành phố Vinh, lực lượng công an tiến hành triệt xóa một điểm phức tạp về bán lẻ ma túy, bắt hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Trương Thành Luân sinh năm 1987 và Nguyễn Anh Phúc sinh năm 1990 cùng chú tại thành phố Vinh. Tăng vật thu giữ gồm 3 gói ma túy dạng đá, 3 gói ketamai và 36 viên thuốc lắc. Đối tượng Trương Thành Luân là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đã có một tiền án về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, hai tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích. Trong quá trình khống chế bắt giữ, các đối tượng rất manh động và liều lĩnh chống trả quyết liệt, làm thượng úy Nguyễn Hữu Cường bị thương ở chân phải và thượng úy Lê Văn Hùng bị thương ở tay phải. Mặc dù bị thương nhưng hai đồng chí vẫn dũng cảm cùng đồng đội vây bắt thành công hai đối tượng trên. Hiện công an thành phố Vinh đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án. Nam sinh đâm gục hai mẹ con rồi chạy khỏi hiện trường hàng chục km. Hiện công an huyện Quế Phong đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra làm rõ vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Đối tượng liên quan đến vụ việc là Lang Kim Thế Vinh, sinh năm 2004, cũng đã bị công an bắt giữ vào chiều cùng ngày. Nam sinh này bị bắt giữ vào 14 giờ 20 phút tại khu vực xã Châu Tiến, huyện Quý Châu, tỉnh Nghệ An, cách hiện trường vụ án hàng chục km vào khoảng 1 giờ 15 ngày 8 tháng 8. Tại nhà chị ATD xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Đối tượng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị D và con gái chị D là cháu VAN, khiến cả hai nguy kịch. Lực lượng công an cùng người dân đã kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện với rất nhiều vết thương trên cơ thể. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đối tượng gây án là Lang Kim Thế Vinh. Sau khi gây án, Vinh đã bỏ trốn. Đến khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, các lực lượng điều tra truy bắt gồm phòng cảnh sát hình sự, công an các huyện Quế Phong, Quỳ Châu đã bắt được đối tượng Lang Kim Thế Vinh khi đang lẩn trốn tại địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Ông Trump nói giúp ngăn 100 triệu người chết vì COVID-19. Trong cuộc phỏng vấn với đài Fox News phát sóng tối mùng 7 tháng 8, ông Trump nói, Tôi nghĩ rằng nếu không có nỗ lực phát triển vaccine nhanh chóng để bảo vệ công chúng khỏi dịch COVID-19 dưới thời chính quyền của tôi, 100 triệu người có thể đã chết giống như hồi năm 1917 bởi dịch cúm Tây Ban Nha. Số người chết do dịch cúm Tây Ban Nha trên toàn cầu từ năm 1918 đến năm 1919 ước tính khoảng 50 đến 100 triệu người, trong khi đó dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn 4,3 triệu người tính đến ngày 8 tháng 8. Riêng ở Mỹ có 632.987 người chết vì COVID-19. Cựu Tổng thống Mỹ cho biết, ông là một người hâm mộ lớn đối với vaccine COVID-19, nhưng cũng ủng hộ những người không muốn tiêm vaccine. Mũi vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm tại Mỹ vào ngày 14 tháng 12 năm 2020 dành cho một y tá thuộc bộ phận chăm sóc đặc biệt. Ông Trump vào thời điểm đó viết trên mạng xã hội Twitter. Vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm, xin chúc mừng Mỹ, xin chúc mừng thế giới khoảng 16,5 triệu liều vaccine COVID-19 đã được cung cấp theo lệnh của ông Trump tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2021, trung bình 900.000 liều mỗi ngày. Mục tiêu của ông Trump là cung cấp 20 triệu liều vào cuối năm 2020. Trong vài ngày qua, hơn 166 triệu người, tương đương một nửa dân số Mỹ đã được tiêm phòng vaccine COVID-19 đầy đủ, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC. Tuy nhiên, biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang làm dịch lây lan trở lại trên toàn quốc thêm 8 tỉnh của Nhật Bản siết chặt các biện pháp phòng dịch. Ngày 8 tháng 8, thêm 8 tỉnh tại Nhật Bản siết chặt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, các nhà hàng phải cắt giảm thời gian mở cửa và ngừng phục vụ đồ uống có cồn. Như vậy, tính tới nay, có tất cả 13 tỉnh thành tại Nhật Bản đang áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, đặc biệt là biến thể Delta. Hiện thủ đô Tokyo và 5 tỉnh khác cũng đang phải áp đặt biện pháp mạnh hơn là tình trạng khẩn cấp. Số ca mắc COVID-19 tại Nhật Bản đã vượt 1 triệu ca vào ngày 6 tháng 8, trong bối cảnh số ca mắc mới theo ngày tại nước này liên tục ghi nhận mức cao chưa từng thấy. Điều này càng làm gia tăng lo ngại về khả năng chống chịu của hệ thống y tế Nhật Bản. Liên minh châu Âu gây gắt lên án vụ tấn công tàu chở dầu Mercer Street. Ngày 8 tháng 8, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho biết, EU lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất vụ tấn công gần đây nhằm vào tàu chở dầu Mercer Street của Nhật Bản tại vịnh Oman, khiến hai thủy thủ thiệt mạng, đồng thời nhấn mạnh không thể biện minh cho những hành động liều lĩnh và đơn phương như vậy. Trong một thông báo, quan chức này nêu rõ, EU lên án bằng những từ ngữ mạnh mẽ nhất vụ tấn công phi pháp nhằm vào tàu thương mại Mercer Street ngoài khơi đảo Masira ở Oman hôm 29 tháng 7. Không có sự biện minh nào cho vụ tấn công khiến một công dân Romania và một công dân Anh thiệt mạng. Israel, Anh và Mỹ cùng một số nước khác đã đổ lỗi Iran đứng sau vụ tấn công này, song Tehran phủ nhận bất cứ vai trò nào trong vụ việc. Ban biên tập xin được gửi đến lời chào và lời chúc sức khỏe đến quý vị khán giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng tin tức 24 giờ trong bản tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trong nước và quốc tế ngày hôm nay. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây.